Hôm vừa rồi lại nhiều anh em hỏi em còn bán cái chai khử mùi cho xe ô tô BT1 này nữa không? Thì em vẫn bán bình thường như mọi người nhá. Cái chai này em dùng đến cái mức mà cái vỏ bên ngoài nó bị bong đi rồi, nhưng mà vẫn còn bằng này luôn. Vẫn còn 1/3 chai nữa, dùng mấy tháng rồi luôn. Mà đấy là em còn xịt cho xe cho khách rất là nhiều nhá. Đó. Cái chai này thì em để trong phần trưng bày trong trang của em ấy, trong TikTok shop của em có nhá. Đây em lại chuẩn bị em xịt một xe này cho khách. Đây. Chai này sử dụng rất là đơn giản thôi, anh em vừa xịt được cửa gió điều hòa này. Đây. Đấy. Đấy, trong xe này anh em chỉ xịt ở đây thôi. Cái này sẽ lưu hương ở tầm 1 đến 2 ngày. Đó. Và đặc biệt là cái mùi của cái chai khử mùi này nó rất là dễ chịu. Nó không kiểu là nó bị nồng quá hoặc là nó không bị hắc gì cả. Cái chai này cực kỳ dễ chịu bởi vì là nó chiết xuất từ các cái loại hương, mùi hương như hoa này. Đấy, từ các loại hoa thiên nhiên nên là mùi hương rất là dễ chịu. Đặc biệt là anh em nào mà hay đi xe mà có người nhà hay xe xe ấy, xịt cái chai nó rất là dễ chịu anh em nhé. Anh em nào cần xem thông tin sản phẩm cũng như là cần mua cái sản phẩm này thì em để trong trang cá nhân của em anh em nhé.